Thưa quý vị, sáng nay, ngày 24 tháng 12, tại Đà Nẵng, Đảng ủy quân khu 5 tổ chức hội nghị lần thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện kỳ quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2021 ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân khu năm 2022, thực hiện quy chế chất vấn trong đảng và một số nội dung quan trọng khác. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, ủy viên trung ương đảng, ủy viên quân ủy trung ương, thứ trưởng bộ quốc phòng dự và chỉ đạo. Hội nghị tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ những ưu khuyết điểm, nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, Đảng ủy quân khu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện các hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phát huy vai trò nòng cốt Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, Đảng ủy quân khu xác định tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu quả ba khâu đột phá, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.